chào các bạn, mình là Minh. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi đó là tắc động mạch vành bệnh nhân chết vì cardiogenic shock. Thuyên tắc động mạch phổi bệnh nhân chết vì cái gì? Thì ở đây mình sẽ chia làm 5 phần. Phần thứ nhất, shock là gì? Phần thứ hai, có bao nhiêu loại shock? Phần thứ ba, thuyên tắc động mạch phổi là gì? Thứ tư, triệu chứng của nó. Và cuối cùng là kết luận. Thì bây giờ mình cùng vào phần đầu tiên. Sốc là một tình trạng bệnh lý đe dọa đến mạng sống do việc vận chuyển máu kém đến các mô dẫn đến tổn thương tế bào và chức năng. Thì ta sẽ có 4 loại sốc: sốc giảm thể tích (hypovolemic), sốc do tim (cardiogenic), sốc tắc nghẽn (obstructive) và sốc phân bố (distributive), chủ yếu liên quan đến nhiễm trùng huyết (sepsis) và sốc phản vệ (anaphylactic). Sốc do tim xảy ra do hậu quả của suy tim liên quan đến cung lượng tim giảm. Nó có thể được gây ra bởi nhồi máu cơ tim cấp tính, bệnh cơ tim hoặc van tim giai đoạn cuối, viêm cơ tim hoặc rối loạn nhịp tim. Sốc tắc nghẽn ít phổ biến hơn và bao gồm các thực thể khác nhau như thuyên tắc phổi, chèn ép tim, bóc tách động mạch chủ, tràn khí màng phổi áp lực. Cơ chế cơ bản là tăng hậu tải, tức có nghĩa là tăng áp lực mà tâm thất phải vượt qua để tống máu ra ngoài. Sang phần thứ ba, ta sẽ có định nghĩa về thuyên tắc động mạch phổi. Thì thuật ngữ y khoa ở đây là pulmonary embolism. Đó là một cục máu đông lọt vào mạch máu trong phổi và ngăn chặn dòng lưu thông bình thường của máu trong vùng đó. Sự tắc nghẽn này gây trở ngại cho việc trao đổi khí, tùy thuộc vào cục máu đông to hay nhỏ và số lượng các mạch máu có liên quan, nó có thể đe dọa đến mạng sống. Đa số các cục máu đông nằm trong phổi được hình thành đầu tiên ở chân như một huyết khối tĩnh mạch sâu, deep vein thrombosis. Đến với triệu chứng của thuyên tắc động mạch phổi, ta có triệu chứng thở nhanh, nhịp tim nhanh, khó thở, thường khởi phát trong vài giây khi nghỉ ngơi hoặc khi gắng sức, đau, sưng, vùng bắp chân hoặc đùi và ho. Vậy những trường hợp nghiêm trọng của thuyên tắc động mạch phổi có thể dẫn đến ngất, huyết áp thấp bất thường và có thể đột tử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.